mình ăn cái taco đầu tiên. À, cắt ra đúng không? Cái này nó không có em thấy được là nó kiểu như nó dẹp dẹp đồ thôi. Đồ khó khăn luôn. Bây giờ mình ăn cái này trước đi. Cái này. À hay là đổi ra nè. Thiếu em mặn. Cay. 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 Giống taco ở Việt Nam. Ở Việt Nam cũng có taco mà. Có. Thế là em thấy nó chiên giòn. À. Nó là cái hình đúng rồi là vậy. À, đúng rồi. Cái này có một loại chiên. À, nhưng mà ở là cổ đeo á. Nó có chiên. Còn mấy là cổ mà họ như thế thì nó chỉ vậy thôi. Too much, you're like, I don't even need that much. Something I got a few, I always think of Chinese.
instead of spinning it around. Mình thấy nó bị thiếu muối thôi. Ừ. Ừ. Nhưng mà cái này thì nó cũng muốn là không, mà em hộp nữa ăn ăn mặn đó. Ừ. Thì mấy con mặn không? Không, đi ăn cũng hơi lạnh. Ngon. Ừ.
Chị bé ăn gọn hơn em. Nhìn ăn chuyên nghiệp. Nhưng cả là không. Rất nhiều tới mức cái miếng thứ hai nó vẫn chàng. Hai miếng. Mấy đứa ở Việt Nam có ăn lưỡi không?
Ốc heo. Nhưng mà không thích ăn ốc hả? Em nghĩ em ăn cũng được đấy, nhưng mà thế là dâu nhỏ nó cảm giác là nó giống như là thịt mình không ăn được. Nhưng chấm vịt lộn á, hồi xưa em không ăn xong rồi thì em biết nó là cái gì rồi em không ăn rồi. À, cái món taco thì nó rất là lạc, nhưng mà cái món nước này nó rất là ngọt. Chị có thấy ngọt không? Ngọt á. Ngọt đúng không? Chị biết không được ngọt. Ngọt. Nhưng mà nó ngon. À, là lưỡi bò. Nhà em ăn mặn á, vợ em với lại mẹ em là ăn bình thường, em phải trang thêm mặn vô mà giống bạn. Cái này là thịt mà tránh ra thì nó cũng ăn lạc. Thế là sao giờ em thấy, bây giờ em ăn thấy cái món món Việt là nặng nhất nữa. Đấy. Pizza không lạnh. Pizza không lạnh. Pizza chỗ Costco thấy cũng lạnh. Không, nó không mặn đâu. Không phải nó mặn. Nó lạnh, nó mềm, nó lạnh. Pizza Costco rồi đẹp á. Còn mấy pizza khác nào á. Cái sausage á, mặn đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nó ngoài mặt em không thấy vị gì hết. Ngoài mặt em không thấy gì. Xin túi hả? Nó mở dĩa vậy được không? Thường tụi con tụi nó ráp với bạn là